Xin kính chào quý khán thính giả của Việt Phê TV Dallas 55.3. Thưa quý vị, hôm nay Đức Phạm và Khôi Vinh đang có mặt tại chùa Từ Bi để tham dự lễ Vu Lan, một trong những lễ chính của dân tộc Việt Nam. Và thưa quý vị, ở Hoa Kỳ này có lẽ là ngày lễ Vu Lan đến không phải ở trong những cơn mưa ngâu, mà chính ra là ở trong lòng của mỗi con người đã nhớ đến công ơn sinh thành của cha mẹ, đến từ lòng hiếu thảo, sự biết ơn và tình yêu thương cha mẹ. Thưa quý vị, xin quý vị cùng chúng tôi tham gia phóng sự lễ Vu Lan tại chùa Từ Bi Arlington, Texas. Xin cùng chúng tôi hoan hỷ bước vào hội trường để chúng ta cùng tham dự buổi lễ Vu Lan ngày hôm nay do chùa Từ Bi tổ chức. Chư tôn đức, kính thưa quý vị, Phật tử chùa Từ Bi rất mong mỏi được nghe những lời thuyết pháp, đặc biệt là trong ngày đại lễ Vu Lan hôm nay. Chúng con kính mời Hòa thượng Thích Huệ Thiện, chủ tịch hội đồng điều hành Tăng Học Hai Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ cho chúng con tài mở pháp. Thầy Hoàng Thượng, đại lễ Vu Lan được diễn ra trong không khí bước vào mùa thu, tuy nhiên tiết trời vẫn còn chút đỉnh oi bức, diễn ra để nhắc nhở người Việt Nam nói chung và người tinh thần nói riêng về đức hạnh của những người con hiếu tử đối với cha, đối với mẹ, các cánh sinh thành. Người Việt Nam của chúng ta văn hóa truyền thừa từ đời này qua đời khác, giá trị của chữ hiếu được đề cao. Trước hết đối với dân gian thì chúng ta có cái ký hiếu đó và được lưu truyền lại gọi là cái đạo ông bà, tức là thời cha, tức mẹ. Chữ hiếu đó được tin Phật nhắc nhở người tin Phật, đó là những bổn phận trách nhiệm của người con đối với cha với mẹ. Còn ngày Vu Lan chúng ta luôn luôn được đời này qua đời kia, lịch sử của Phật giáo truyền thừa trên 2000 năm. Đứng lên đáp lời sông núi, đồng lòng cùng đi hy sinh thân vì dân sống, vì tương lai của dân cùng sống ta với tên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, dù cho thay cơi trên cơn giao cuộc đường quay nhau đèo lên bao nỗi.
Kính thưa quý khán giả của Vietfet TV 55.3, bên cạnh chúng tôi là ông Như Hòa, trưởng ban trị sự của chùa Từ Bi. Thưa chú, như vậy là ngày hôm nay là đại lễ Vu Lan, thì chú có thể chia sẻ những cái cảm nghĩ và cho quý khán giả được biết ý nghĩa cũng như là cái chương trình của buổi lễ ngày hôm nay. Thưa quý vị, là ý nghĩa ngày Vu Lan là để giúp chúng ta nhớ lại công ơn của cha mẹ, nhưng mà nghiệt ngã chúng ta làm cái công việc báo hiếu đó không được tròn vẹn, tại vì nếu chúng ta báo hiếu là tức là mình gửi tiền giúp cha mẹ, nhưng mình gửi tiền về là bị quỷ ám, thậm chí hàng tỷ đô la Việt của người Việt gửi về để báo hiếu mà trở lại thành những đồng tiền giúp cho loài ác quỷ cộng sản kềm kẹp mà tạo phương tiện cho chúng cai trị dân tộc Việt Nam. Nhưng mà theo Phật thì chúng ta cũng thể hóa giải được cái vấn đề này, là Phật dạy chúng ta làm một công việc có tính chất lâu dài và để cho chúng ta thoát ra khỏi cảnh sanh tử luân hồi. Do đó chúng ta yên tâm làm công việc này và chúng ta mặc cho để cho chúng nó tác oai, luật nhân quả của tàu sẽ không dung tha. Vâng, thưa quý vị, theo như chúng tôi hiểu đó thì ông Như Hòa đã hiện nhiệm kỳ 2 của ban trị sự rồi và lập trường quốc cộng của ngôi chùa Từ Bi này rất là rõ ràng, thưa có phải không chú? Bây giờ không có cái gì là ác hơn cộng sản. Một lời nói làm buồn người khác là một tội ác. Đấy, cộng sản là cái loài nó giết người mà tôn sống người, loài này nó còn ác hơn quỷ nữa. Vâng, xin cảm ơn chú rất nhiều và xin chú mọi sự tốt lành. Thưa quý khán giả, trong ngày lễ Vu Lan hôm nay chúng tôi gặp được hai anh chị đây đến để lễ Thảo. Vâng, anh Thảo và chị Thảo đến lễ Phật đồng thời cũng dự cái buổi lễ Vu Lan báo hiếu ngày hôm nay. Anh Thái có thể cho khán giả của Vietfet TV 5.3 được biết một vài cảm nghĩ trong cái ngày lễ này. Lễ Vu Lan rất là quan trọng với những người theo đạo Phật. Trước là ngày rảnh rỗi của cuối tuần mình đi lễ chùa lễ Phật. Thứ hai là muốn báo hiếu cho cha mẹ bảy đời. Mình tới mình tụng kinh để báo hiếu cha mẹ siêu vãng sanh, siêu thoát. Nên đối với người Việt Nam lễ Vu Lan rất là quan trọng. Nên hai tụi cháu cũng bận rộn thời giờ lắm, nhưng mà cũng dành một chút thời gian để tới đây để đốt nhang, tụng kinh với thăm viếng chùa, với lại những cái gặp gỡ đồng hương chức đỉnh. Nói chung là ở chùa tổ chức rất là vui, đại khái là đông đủ, rất là hoành tráng, thích nha. Yeah. Vâng, thưa quý vị, là cảm ơn Thái và Thảo đã chia sẻ cái cảm nghĩ của mình. Và thưa quý vị, hôm nay là lễ rất là đông và vui, và cũng như Thái và Thảo nói đó, là lễ Vu Lan là một cái ngày lễ quan trọng của Phật giáo. Cảm ơn Thái và Thảo rất nhiều nha. Cảm ơn. Kính thưa quý vị, từ một huyền thoại, từ một sự tích, Đức Mục Kiền Liên xuống địa ngục tìm mẹ để tỏ tình hiếu thảo, ngày nay đã hóa thân thành một mỹ tục của dân tộc Việt Nam, và đặc biệt là một ngày lễ của Phật giáo, lễ Vu Lan báo hiếu. Thưa quý vị, vừa rồi quý vị đã theo dõi phần phóng sự của Vietfet TV 55.3. Chúng tôi đang ở những phút cuối cùng của ngày lễ. Xin kính chúc quý vị mọi sự cát tường, thân tâm thường an lạc. Đức Phạm và Khôi Vinh của Vietfet TV 55.3 xin kính chào quý vị và xin hẹn lại quý vị trong phóng sự lần sau.
cử tri thành cảm ơn công ty Lorago đã hỗ trợ phát sóng miễn phí về lễ Vu Lan hôm nay. Chúng tôi thành kính cảm ơn bà Nga, giám đốc đài truyền hình